Xin chào các bạn. Hôm nay Adbiker sẽ lắp một bộ thùng hông cho CBR150R. Thì cái con xe này thì có cái bộ ốc ở dưới gạc chân rất là ngô luôn. nó bắt xéo xéo á. Thì bên mình sẽ làm một cái part nối ra và một cái bộ khung. Thì mình sẽ lắp ở dưới cái biển số ấy. Đây, lắp hai cái cảng vô thì mình phải cánh cho nó xem nó có cân hay không. Nhìn bằng mắt thường cũng được, nhưng mà thôi thì có cái này thì cứ bỏ cái thước nước vào xem cho chắc. Đây, bạn này ngồi chờ cả tiếng đồng hồ rồi này. Đây là lúc sản phẩm đã hoàn thiện. Kiểm tra lại bằng tay một chút, siết các con ốc vào cho nó chặt. Cái bát hồi nãy mình nối vào đây. Mấy con tán bên trong này là có keo nhá. Các bạn đi không có sợ bị rơi đâu, nó có thể nó bị sợ bị lỏng, đi một thời gian thì nó bị lỏng, nó không bị rơi đâu. Thì mình sẽ thêm một cái thanh răng nối từ bên này qua bên kia. Nửa là ok. Rồi, lắp cái thùng vào. Đây mình lắp có một bên. Cái thùng này là thùng test của bên mình. Còn bây giờ mình sẽ cho bạn thấy cái thùng mới của khách. Thùng mới thì còn nguyên, còn chưa có xước gì hết á. Tháo lắp rất là dễ dàng. Đó, tháo này, bấm vào, tháo ra. Rồi. Bây giờ chỉ cần gài vào hai khớp ở dưới, rồi bấm vào nút ở trên, kéo vào nghe cái cục đó. Sản phẩm sau khi đã hoàn thiện. Chốt những con ốc cuối cùng và cái nút cao su. Rồi trả xe cho khách thôi. Mở này. Mở ra đúng không? Em muốn mở nút này, em muốn nút này. Đó. Đóng vô. Xong, nếu mà khi nào cứng quá, lỡ như cứng quá, em bỏ vô đây này. Bỏ cái này vô. Bỏ phiếu xong nó mở. Nhưng cái này thì vừa khớp. Đó. Rồi, đóng lại. Từ từ, đóng vô đây này. Đó. Ok. Rồi xong. Trả xe cho khách. Chào các bạn nhé.